Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2021 Thứ tư thuận thứ 30 mùa thường niên năm lẻ thư Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi tín hữu Roma Anh em thân mến, có Thánh thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta Vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than không tả Mà đắng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn bởi vì thánh thần cầu xin cho các thánh theo ý thiên chúa nhưng chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến thiên chúa thì người giúp họ được sự lành. họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh vì chân những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên hình ảnh giống con người để ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi Những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính Mà những ai người đã làm cho nên công chính Thì người cũng cho họ được vinh quang Đó là lời chúa Ta ơn chúa Lạy Chúa, con tin cây vào đức từ bi của Chúa xin đôi xem nhầm lời con lạy chúa lạy thiên chúa xin cho sáng mắt con kêu con thiếp ngủ trong tay tư thần đừng để tên thù con nói được ta đã thắng no xin cho để kẻ thù con hân hoan vì con quỷ nghe lạy chúa con đã tin cây vào đức từ bi của chúa bởi con đã tin cây vào đức từ bi của chúa xin cho lòng con hân hoan vì ơn ngài cứu đồ con sẽ hát mừng chúa vì ngài ban ân huệ cho con lạy chúa con đã tin cậy vào đức từ bi của chúa Alleluia, Alleluia. Xin tỏ cho tôi tới Chúa thay Long Nhan hiền hậu và giải bao con những thanh chi của Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem, có kẻ hỏi người rằng: Đại thầy, phải chăng chỉ có một số ít kẻ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không được vào. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng, Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới hỡi những kẻ làm điều gian ác hãy lui ra khỏi mặt ta khi các ngươi sẽ thấy Abraham Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước thiên chúa còn các ngươi bị loại ra ngoài nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng và người ta sẽ từ đông chí tây từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước thiên chúa phải có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết. Đô là lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Cố lên, cố lên, hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách mà không thể được. Luca chương 13 câu 24 Suy niệm, khán giả Việt Nam thường reo, cố lên, cố lên để cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Họ muốn khuyến khích gà nhà mạnh mẽ chiến đấu để chiến thắng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta cố lên chiến đấu qua cửa hẹp mà vào thiên đàng. Vì con đường rộng thênh thang dẫn đến diệt vong. Đường thênh thang không cần phải phấn đấu gì. Phương thế chiến đấu và chiến thắng là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Con đường này chẳng mấy ai đi, và muốn đi. Vì thế, bước vào con đường này ta như lạc loài, tựa như các cô cậu bé mồ côi. Tuy nhiên, con đường này thật giá trị trước mắt Chúa, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Mời bạn, người ký tôi hữu giống như người leo núi, dừng lại và thụt lùi, buông tay sẽ rơi xuống vực sâu. Hình ảnh cửa hẹp leo núi minh họa cho bạn con đường hào hùng người môn đệ Chúa sẽ phải đi qua vất vả trăm chiều nhưng đích điểm vinh quang hạnh phúc hãy tự nhủ cố lên ông kia bà nọ làm được tôi cũng phải làm được sống lời chúa như một vận động viên marathon chúng ta có đường chạy là con đường giê xu đích đến là chính chúa giê xu hãy sống hết mình vì ngài và cho ngài cầu nguyện lời chúa giê xu chúa đã chọn cửa hẹp là con đường thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại Ngày hôm nay, khi nghe tiếng Chúa mời gọi, xin cho con đừng cứng lòng, nhưng chấp nhận từ bỏ con đường thánh thang hưởng thụ để theo Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Bất ngờ, như một chuyện khó tin mà có thật. Đó là chuyện của một chàng thanh niên Tây Đức. Một mình lái chiếc Cessna cánh quạt nhỏ vượt qua hành lang 400 dặm trên lãnh thổ Liên Xô rồi an toàn đáp xuống quảng trường đỏ gần điện câm lên. Trước khi đáp xuống vào lúc 7 giờ tối, phi cơ còn lượn ba vòng chung quanh mộ của chủ tịch Lenin. Người thanh niên Tây Đức tên là Matthias đã điềm tĩnh bước ra khỏi phi cơ, ký sổ lưu niệm cho một số khách yếu kỳ và không phục. Sau đó, công an Liên Xô đã đến tốm cổ anh ta, đưa đi mất trong suốt một cuộc hành trình dài anh chỉ bị phi cơ tuần thám của liên xô theo dõi mà không làm cản trở, có thể họ cho phi cơ của anh định làm chuyện kỳ lạ khác người cho nên không bắt anh đáp xuống nửa đường, phi cơ là bay rất thấp cho nên tránh được sự kiểm soát của các dàn radar, dù sao đây cũng là chuyện khó tin chưa từng xảy ra trên một lãnh thổ có một hệ thống phòng thủ chặt chẽ như liên xô. Sự thành công của chiếc phi cơ nhỏ này đã khiến cho nhà cầm quyền Liên Xô an ngại và giật mình về sự phòng thủ sơ sót của mình. Sau một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị, Tổng trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Không quân đã bị cách chức. Trong khi đó thì Chủ tịch Gorbachev lại nói một câu khôi hài như sau. Chúng ta phải cảm ơn anh chàng Tây Đức này vì nhờ có anh ta mà chúng ta mới cải tổ hệ thống phòng thủ của chúng ta chặt chẽ và cẩn thận hơn. Những người đã xem lời phát biểu trên đây phản ảnh tinh thần, phục thiện và cỡ mở của Chủ tịch Gorbachev. Thực thành công của chàng thanh niên Matiasus khi đáp xuống quảng trường đỏ có thể được xem như một tai nạn trong hệ thống phòng thủ của Liên Xô. Tai nạn là một bất ngờ mà con người không bao giờ lường trước được. Không ai học được chuyển hờ trong cuộc sống. Có một cái gì đó luôn ở ngoài tầm tay, ở ngoài khả năng của con người bài học thông thường nhất mà ai cũng có thể học được từ một tai nạn đó là không ai làm chủ được chính sự sống của mình người kitô luôn được mời gọi để tìm ra ý nghĩa của các biến cố biến cố nào xảy đến trong cuộc sống cũng là một lời ngõ của thiên chúa đối với con người ngài nhắc nhở cho con người biết rằng chủ thể của sự sống chính là ngài ngài kêu mời con người luôn sẵn sàng để đến với ngài trong cuộc gặp gỡ tối hậu Ngài cho con người thấy những giới hạn của mình để biết hướng về Ngài với tất cả tin tưởng, phó thác. Bài trích sách lễ sống